một cuộc đời, một trang sách, tất cả được cuốn theo những vòng tròn vô tận. Và học sinh chúng ta thì cũng như vậy, trong vô ngàn sự vô tận ấy, chúng ta mơ hồ tìm kiếm cho mình những bến bờ, những bến đỗ thật sự, tìm lấy đâu là nơi chúng ta có thể đứng lên và đâu là nơi chúng ta phát triển. Chúng ta tiến đến những khát khao, những khát vọng bùng cháy nhất. Và sau tất cả thì người đã đưa chúng ta đến những khát vọng ấy, những khát khao ấy, đó chính là thầy, là cô. Họ chèo lái con đò tri thức đi khắp muôn nơi và muôn nẻo, đi đến tận cùng của mọi nơi để ta góp nhặt, thu gom những tri thức mà mình cần. Và tôi thì cũng có một người giáo viên như vậy đấy, một người luôn luôn che chở và dìu dắt tôi, đó chính là cô Trần Thị Cẩm Tú, một giáo viên tài ba, luôn luôn trải hết lòng của mình vì thiên chức nhà giáo. Có lẽ vì là một người với tấm lòng thiết tha cao cả, cô luôn giữ cho mình là sự trẻ trung, năng động và nhiệt huyết với tất cả mọi thứ. Ở cô, tôi có thể cảm nhận được sự tích cực lan tỏa với tất cả mọi người xung quanh. Và hơn hết, đó chính là nụ cười ấy, một nụ cười vô cùng rạng ngời, tỏa nắng và thực sự tích cực, sáng rực rỡ như ánh mang bay mặt trời vậy. Và những gì tôi cảm nhận được sau 2 năm gắn bó với cô càng làm tôi yêu quý cô nhiều hơn nữa. Cô Tú là một người giáo viên với khả năng của cô giảng dạy cực kỳ tốt. Hơn hết, cô luôn nhiệt huyết, luôn bổ sung tất cả kiến thức, mà không chỉ nằm ở chuyên môn của cô là về môn hóa, mà còn về những khía cạnh như xã hội, về những khía cạnh như xã hội hoặc chúng ta đối nhân xử thế như thế nào với tất cả mọi người. Với tôi, một câu chuyện mà tôi gắn bó với cô đã từ rất lâu rồi. Vài lần mà càng làm cho tôi quý mến cô nhiều hơn nữa. Năm ấy, gia đình tôi gặp khó khăn cùng cực khi ba tôi bị tai nạn giao thông và bỏ bê công chuyện cho tính tận bây giờ. Gia đình thì chỉ có mình mẹ tôi lo toan tất cả mọi thứ. Và khi tôi chia sẻ với cô đồng cảm và thấu hiểu cho tôi rất nhiều. Từ đó, dù không nằm trong trường ưu tiên, nhưng tôi vẫn được cô đưa lên nhận những phần thưởng cho những học sinh khó khăn. Có thể đối với những người khác, điều đấy là không nhiều, nhưng mà đối với tôi thì đó là một sự giúp đỡ vô bờ. Một sự giúp đỡ mà khiến tôi có thể phục vụ cho chính bản thân mình, phục vụ ước mơ, nung nấu ước mơ và tiến đến con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Tình cảm ấy tôi vô cùng trân trọng và lại càng biết ơn hơn khi cuộc đời còn cho tôi có một sự ấm áp, một sự yêu thương đến vô bờ như vậy. Cô còn là một người thật tuyệt vời. Cô trao cho tôi một ngọn đuốc và nung nấu tôi thành ngọn lửa bất diệt để thay thế cho ngọn đuốc nhỏ nhoi kia, cho tôi thấy được cuộc sống này tốt đẹp ra sao, muôn màu và muôn vẻ thế nào. Và khi mà tôi đứng trên bờ vực của những sự sụp đổ, cô là người đã cho tôi một nhiều dây thần giữ vững tôi như hàng ngàn bụng bề, giúp cho tâm tôi an lạc, giúp tôi vững vàng trước những cám dỗ ngoài kia. Và vượt trên tất cả, đó không còn là một người cô bình thường, mà cô ấy đã trở thành một người vẽ ra tri thức cho tôi. Thật sự như vậy, không chỉ vẽ ra cho tôi, mà còn là cho tất cả những học sinh khác nữa, những học sinh mà cô đã từng giảng dạy và hiện tại vẫn đang giảng dạy, và trong đó có tôi. Cô cho tôi thấy được nơi nào tôi có thể đứng lên, nơi nào tôi có thể phát triển chính bản thân mình, nơi nào tôi có thể cho đi những sự thương yêu, và nơi nào tôi nhìn thấy được những sự tích cực nhất trong chính bản thân mình. Và tất cả những thứ như vậy đã vượt trên tất cả. Cô đưa tôi tới với những tri thức bất diệt của cuộc đời, những giá trị thực sự sâu thẳm. Bằng vô vàn tất cả mọi thứ, cô giúp tôi vững vàng trước tất cả những bộn bề ngoài kia. Lời cuối cùng mà tôi muốn nói, sau tất cả thì cô Tú là một người giáo viên mà tôi chỉ biết ơn cô thật nhiều. Và cũng chính điều đó đã tạo cho tôi được một bài học cực kỳ lớn trong cuộc sống. Đó là tôi biết ơn với tất cả những gì mà tôi đang có. Biết ơn vì tôi được sinh ra trên đời này. Biết ơn vì tôi đã tồn tại. Và biết ơn vì tôi thật sự sống. Từ đó tôi có thể biết được sâu thẳm bên trong mình là gì, định hướng được bản thân mình cần gì và muốn gì, sau đó thực hiện nó. Lời cuối cùng mà tôi muốn nói thật lòng, với tất cả sự chân thành của em muốn gửi đến cô một lời cảm ơn chân thành. Một lời cảm ơn mà trước giờ em chưa từng nói. Từ tận đáy lòng, em muốn chúc cô luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui tươi, luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc cô nhé. Hãy luôn luôn là một thiên chức nhà giáo, hãy luôn luôn như vậy. Em xin chân thành cảm ơn cô rất nhiều vì tất cả.